kỳ án về Trương Lâm, thi thể chết oan của hai mẹ con dưới đáy hồ. Trong lúc đang đi tát nước để cứu hạn vào một sáng mùa hè năm 2015, thì một người dân ở huyện Lâm Thuật, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã vô tình phát hiện ra một việc kỳ lạ. Đó là anh có nhìn thấy ở dưới đáy hồ hình như có thi thể của một con người. Tuy vẫn chưa chắc chắn, nhưng anh vẫn thông báo vụ việc này cho người dân xung quanh. Dưới sự chung sức của người dân thì nước trong hồ cũng bắt đầu rút dần. Nó đã để lộ ra thi thể của một bé gái. Nạn nhân đã bị buộc vào tảng đá nặng hơn 50kg. Cảm thấy hoảng sợ với những gì mà họ vừa tìm ra, nên mọi người đã nhanh chóng thông báo vụ việc cho cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã cho máy bơm hút cạn nước trong hồ để tìm kiếm thêm vật chứng có liên quan. Từ đó, họ đã tiếp tục phát hiện dưới đáy hồ có chiếc xe ba gác chạy điện. Trong xe lại có thêm thi thể của một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Vậy chuyện gì đã thực sự xảy ra với hai mẹ con? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây. Câu chuyện được trình bày bởi kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Nếu thấy video này bổ ích thì hãy ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ. Hai nạn nhân mặc bộ quần áo Z này đã được xác định chết từ hơn 4 tháng trước do bị hung thủ đánh vào đầu bằng một vật nặng. Cách ăn mặc của người phụ nữ rất là khác thường. Trên người của cô không hề mặc đồ lót. Trên vùng này có rất nhiều xe ba gác chạy điện. Loại xe này không cần phải đăng ký và không có biển số, nên cảnh sát không thể tìm ra được chủ xe. Tuy nhiên, khi cảnh sát đối chiếu với kho dữ liệu những người đang bị mất tích ở trong huyện, thì họ đã xác định được một người phụ nữ hơn 30 tuổi, có đặc điểm khá phù hợp với nạn nhân. Người này tên Trương Lâm, 37 tuổi. Vào khoảng 4 tháng trước, tối ngày 13 tháng 12 năm 2014, mẹ chồng của Trương Lâm có nghe thấy ở bên nhà của con dâu sát vách có xuất hiện tiếng gà kêu và bà chỉ đơn giản nghi là đang có kẻ trộm gà. Vào sáng hôm sau, bà đã sang nhà xem thì lại thấy cửa không hề bị khóa, nhưng trong nhà lúc này lại không có ai. Con trai của bà tên là Chu Tam, quanh năm đi làm thuê ở Thanh Đảo và chỉ có vợ con hiện đang ở nhà. Lúc này, túi sách, ví tiền và điện thoại của Lâm vẫn còn để ở trong nhà, nhưng hai mẹ con thì đã biến mất cùng với chiếc xe ba gác chạy điện. Khi đã chờ lâu nhưng mà vẫn không thấy Lâm về nhà, thì người mẹ chồng đã gọi điện để báo tin cho con trai. Chu Tam lúc này nhanh chóng từ Thanh Đảo trở về nhà. Anh đã đi tìm và gọi điện hỏi thăm khắp nơi, nhưng vẫn không có tin tức gì từ vợ. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, thì anh nhớ lại rằng ngoài đầu ngõ có gia đình lắp camera, vì thế mà Tam đã nhờ người này xem lại, thì phát hiện thực ra vợ con đã đi khỏi nhà từ gần một tuần trước. Theo như hình ảnh trong camera, vào hơn 2 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2014, vợ của Tam đã dùng xe ba gác điện để chở con gái đi ra khỏi nhà và sau đó đã không thấy quay trở lại nữa. Do vợ Tam là người chủ động lái xe, nên cảnh sát khi ấy chỉ xếp họ vào diện bỏ nhà đi và chỉ nhập thông tin vào hệ thống để quản lý. Kết quả xét nghiệm ADN sau đó cũng đã xác nhận được danh tính của hai nạn nhân, đó chính là Trương Lâm cùng với con gái của cô. Điều mà cảnh sát quan tâm lúc này đó là vì sao hai mẹ con Lâm lại ra khỏi nhà vào 2 giờ? Họ thực sự đang muốn đi đâu? Lâm là người có tính tình hướng nội và có rất ít bạn cùng giới, hoàn toàn không có bạn khác giới. Tại sao đã quá nửa đêm mà mẹ con Lâm còn ra khỏi nhà? Nếu có việc gấp, thì tại sao Lâm lại không nhờ mẹ chồng, người đang sống ở ngay sát vách? Nếu không có việc gấp, thì tại sao Lâm lại đi vội vã đến mức ví tiền và điện thoại đều để ở nhà? Trong nhà của nạn nhân hoàn toàn không có dấu hiệu khác thường, và hồ nước chỉ là hiện trường của vụ vứt xác. Vậy hiện trường thực sự của vụ án mạng là nằm ở đâu? Cảnh sát ban đầu cho rằng Lâm đã đi gặp người quen mà phải là người thân thiết, đến mức sẵn sàng ra khỏi nhà vào nửa đêm. Hiện trường của vụ án mạng có thể là tại địa điểm gặp mặt. Hơn nữa, hung thủ phải là người ở gần đây và thông thuộc địa hình. Vì hồ nước nằm ở khu vực hẻo lánh, người nơi khác rất khó có thể biết đường để đến được đây. Theo lịch sử của cuộc gọi, tối trước khi bị mất tích, tức là vào ngày 7 tháng 12 năm 2014, Lâm đã không liên lạc với ai, thậm chí lần liên lạc cuối cùng cũng là gọi từ mấy ngày hôm trước. Người gọi đến cũng chính là người chồng của Lâm,
Vậy người mà Lâm dẫn con gái đi gặp vào lúc nửa đêm là ai? Tại sao đi gặp người lạ mà Lâm lại không mặc đồ lót? Hay là có người đã vào nhà của Lâm và đến sau nửa đêm thì mới cùng mẹ con Lâm đi đâu có việc? Khi xem lại camera ở ngoài đầu ngõ, thì cảnh sát thấy vào hơn 20 giờ, ngày 7 tháng 12 năm 2014, đã có một chiếc xe con dừng lại, một nam một nữ, sau đó đã đi xuống. Họ có mang theo hành lý và đồ đạc để đi vào ngõ, sau đó không thấy quay trở ra. Cảnh sát lúc này tìm đến từng nhà trong ngõ và xác nhận đây là một cặp vợ chồng về quê để thăm mẹ bị ốm. Họ có mang theo thùng sữa và các loại thực phẩm, kết luận là không có liên quan đến vụ án. Tiếp tục ra soát hình ảnh từ camera, vào lúc 22 giờ 41 phút ngày 7 tháng 12 năm 2014, có bóng người đi bộ vào ngõ. Trước khi đi vào còn nhìn trước ngó sau, trông rất là đáng ngờ. Tuy nhiên, vì là hình ảnh camera vào ban đêm nên rất mờ, chỉ có thể xác định đó là một người đàn ông, cảnh sát không thể nhìn thấy rõ đặc điểm của cơ thể. Chồng của Lâm cho biết rằng, vào vài ngày trước khi mất tích, lúc nói chuyện điện thoại với vợ, thì Lâm nói là bản thân đang nhớ con trai nên muốn đi thăm. Lâm đã từng ly hôn và có một con trai đang ở cùng với người chồng cũ. Trên đường đi làm về trước khi mất tích thì Lâm cũng đã đi mua quần áo cho bé trai. Người chồng cũ của Lâm tên là Lý Toàn, người từng có tiền án vì tội cố ý gây thương tích. Toàn là người đàn ông nóng tính, có sở thích là hay đánh vợ. Nên hai người sống với nhau không được bao lâu thì đã chính thức ly hôn. Theo phán quyết của tòa án, Lâm là người có quyền nuôi con trai, nhưng Toàn đã không tuân thủ theo quyết định của tòa. Hai người vẫn còn mâu thuẫn với nhau về chuyện này. Toàn luôn muốn chuyển hộ khẩu của con về với mình, nhưng Lâm đã không đồng ý. Tuy vậy, Toàn sau đó đã được loại ra khỏi diện tình nghi vì trong khoảng thời gian xảy ra vụ án thì Toàn được xác định đi làm thuê ở tỉnh khác và không có về nhà. Khi rà soát lại những người có liên lạc với nạn nhân thì cảnh sát đã tìm được một đối tượng tình nghi mới. Hắn ta tên là Lưu Cường, hiện đang sinh sống ở thôn ngay bên cạnh. Cường là người bạn thân của chồng Lâm, hai người hiện đang làm thuê cùng nhau ở Thanh Đảo. Vào mấy ngày trước vụ án, Cường có việc gấp về nhà và chồng của Lâm đã nhờ Cường mang hộ tiền về cho vợ. Khi được cảnh sát hỏi thì Cường khai rằng lúc đó anh trai bị ốm nên bản thân phải về nhà để chăm sóc. Tam đã nhờ Cường mang 2.000 nhân dân tệ về nhà cho Lâm. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2014, tức là vào 3 ngày trước vụ án, Cường khi vừa xuống bến xe thì đã gọi điện cho Lâm để hỏi chính xác địa chỉ nhà. Khi đến nơi thì anh ta lại gọi điện cho Lâm ra gặp bên ngoài để đưa tiền. Sau đó, Cường đến bệnh viện để trông anh trai trong 2 ngày, đó là ngày 7 và ngày 8 tháng 12 năm 2014. Trong thời gian này thì anh ta đã không rời khỏi bệnh viện. Đến lúc này thì cảnh sát đã không còn ai trong danh sách tình nghi, từ đó mà vụ án dần đi vào ngõ cụt. Sau nửa tháng điều tra mà không có tiến triển, ban chuyên án đã mở một cuộc họp để phân tích lại toàn bộ vụ án. Hơn nửa đêm mà nạn nhân vẫn dẫn con để lái xe ra ngoài, rất có thể họ sẽ đi xa. Cảnh sát lúc này đã mở rộng phạm vi điều tra và trích xuất camera tại các giao lộ xung quanh. Họ lúc này nhận thấy rằng từ nhà nạn nhân đi ra có rất nhiều đường đi, nhưng chỉ có một vài đường có camera. Vì vậy, biện pháp này phải trông chờ vào may mắn. Và vận may đã đến với họ. Cảnh sát sau đó đã tìm được hình ảnh chiếc xe ba gác. Nó đã đi qua một trong những giao lộ này vào lúc hơn 3 giờ sáng. Người lái xe chính là nạn nhân và người con gái đang ngồi ở bên trái. Một tiếng sau, chiếc xe đã quay lại qua giao lộ này. Tuy nhiên, người lái xe lúc này lại là một người đàn ông. Người này mặc áo khoác màu cà phê, lái xe bằng tay phải và tay trái đưa lên để che mặt. Hắn ta đang cầm một thứ giống như là găng tay màu trắng. Cảnh sát sau đó đã làm thực nghiệm. Họ chọn nhiều người với chiều cao khác nhau để lần lượt lái xe ba gác tương tự đi qua giao lộ để so sánh. Từ đó, cảnh sát xác nhận người này cao từ 1m75 đến 1m8. Khi tiến hành rà soát toàn bộ người quen của hai vợ chồng có chiều cao tương tự, thì cảnh sát đã tìm được một đối tượng mới. Đó chính là Mã Tuấn, hắn ta cao 1m77, là người bạn học cùng với Tam hồi còn cấp 1. Mỗi lần Tam đi làm về nhà,
thì Tuấn đều đến nhà chơi. Tuấn là một người đàn ông khỏe mạnh, lại khéo léo, có thể làm nhiều việc vặt như sửa chữa điện tử, máy móc và gò hàn. Tuy nhiên, Tuấn lại thường mất kiểm soát khi uống rượu. Hắn ta đã từng đập chai bia vào đầu của bạn nhậu, nên phải đi tù mấy năm. Tuấn đã từng lấy vợ, nhưng chỉ vài năm sau thì đã ly hôn. Là người quen, sức khỏe tốt, sống độc thân và thường mất kiểm soát khi uống rượu. Toàn bộ những đặc điểm này đều phù hợp với bản phác họa của cảnh sát về hung thủ. Bạn của Tuấn cho biết rằng, vào tối ngày 7 tháng 12 năm 2014, Tuấn có tụ tập bạn bè uống rượu đến hơn 21 giờ. Khi đó, Tuấn đang mặc áo khoác màu cà phê, trên người còn mang theo khẩu súng bắn đinh, đã được chế thành súng bắn đạn bi để khoe với bạn. Khi được biết khẩu súng bắn đinh này có tay cầm màu đỏ, thì cảnh sát đã lập tức nhớ tới một chi tiết, đó là phía bên tay trái của người đàn ông lái xe ba gác trong ảnh cũng có đồ vật màu đỏ. Vào hôm sau khi gặp Tuấn thì bạn bè thấy hắn ta mặc áo khoác màu trắng mỏng, trong khi thời tiết lúc này rất là lạnh. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, thì Tuấn cũng đã nhanh chóng khai rằng bản thân là người sát hại mẹ con của Lâm. Vào đêm ngày 7 tháng 12 năm 2014, Tuấn có đi uống rượu, đột nhiên nghĩ đến vợ của bản thân đang ở nhà một mình, nên trong đầu nảy ra những suy nghĩ đen tối. Tuấn sau đó đã đến gõ cửa nói có việc, rồi nhanh chóng khống chế và cưỡng bức Lâm. Vào hơn 2 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2014, Tuấn nói là cần đến bến xe đi tỉnh khác để làm thuê và bắt Lâm phải lái xe đưa đi cùng. Nếu không làm theo thì sẽ nói hết mọi chuyện hôm nay cho Lâm. Khi đi đến đoạn đường vắng thì hắn ta đã dùng súng bắn đinh để gây án. Chờ đến lúc lái xe về đến bên hồ nước nơi phát hiện ra thi thể thì hắn ta mới sát hại bé gái để bịt đầu mối. Vào ngày 15 tháng 7 năm 2015, vụ án hai mẹ con Lâm mới được đưa ra xét xử. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tuấn đã phải nhận bản án tử hình và bị thi hành ngay lập tức. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy video hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ kênh giúp mình nha.